Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa thiết kế web responsive tại F8 Và ở trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sửa một vài cái lỗi nhỏ mà chúng ta vẫn còn sót nhé Đây, mình vừa mở nó đây Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy rằng là ở trên PC nó vẫn hiện cái kính lúp tìm kiếm này Và vẫn hiện cái phần danh mục kéo ngang này, được chưa? Thì bây giờ chúng ta đi ẩn thôi Các bạn select thân cho mình, hover vào cái phần bên ngoài của cái kính lúp này, click một cái đây cái class của nó là thằng header mobile search đây nhá đi vào cái file main css này Đâu rồi nhỉ đây file main css đây search class đó đây chính là ông này cho display bằng none để ẩn đi rồi tiếp theo là chúng ta cần phải trên trên mobile phải hiện nó lên thì các bạn thêm cái class đó vào bên cái thằng file responsive vào trong cái breakpoint là mobile nhá Mobile thôi, đây thằng dưới cùng này, các bạn uh, cho nó vào và cho nó hiện lên là display bằng uh, block, thử lại xem nào, đó ok rồi, trên này là hiện rồi nhá, uh, bây giờ cái thằng uh, navigation uh, cái thằng uh, nắp ba này các bạn nhá, thằng category này làm tương tự này, đây, so vào cái thẻ thể chưa nói, đây rồi, thằng chính là thằng mobile category này. Các bạn search ở bên file main xem nó ở chỗ nào. Đây. Cho display bằng năn vào. Ấn đi. Đó, ấn rồi nhá. Thì bây giờ trên mobile tablet thì hiện lên bởi vì thằng này nó có cả trên mobile tablet đúng không? Thì hiện nó lên. Display bằng block. Các bạn cũng có thể tạo ra những class kiểu ngược lại với những class là high on mobile tablet thì các bạn tạo ra một thằng gọi là show on mobile tablet chẳng hạn, ví dụ như này. Đó, lại display bằng block thì cái đối tượng nào mà các bạn lại muốn hiển thị ở trên mobile và tablet thì các bạn có thể đi thêm một class này vào nó đúng không hoặc là các bạn sử dụng cái cách uh, display bằng block bằng None cũng được đó nó tùy các bạn thôi uh, tùy vào cái layout nó có nhiều trường hợp sử dụng như nọ như kia thì cứ thằng nào nhiều trường hợp sử dụng hơn thì chúng ta dùng cái cách đó được ạ rồi bây giờ coi nhỏ lại một chút này ok ok đó rồi trên pc này là ok rồi uh, nhưng có một cái vấn đề nữa là các bạn uh, phải chú ý Ờ à, vào đây cái này thực ra là mình khi mình không để ý đấy mình không để ý mình cũng không rõ là mình bỏ sót nó ở video nào nữa ví dụ như cái thằng logo này nó to quá đó trước là mình nhớ mong máng là mình định cho nó nhỏ lại rồi mà đây soi vào nhá bấm vào cái mép ngoài ngoài của nó này đây đây thẻ svg đây có class là header logo này à, nó đang có cái chiều ngang là 150 trăm năm pixel này đi giảm nó đi giảm ở trên thằng mobile thôi nhá breakpoint của mobile đây mà thằng keyframe này để đây nó vương vương như thế này, các bạn thêm nó vào một là cho nó thẳng ra ngoài như này đi đó, đó. hai là các bạn để để nó lên chỗ cái thằng mà đang sử dụng nó ấy. bởi vì nó của thằng đấy mà chả đâu dùng cái keyframe này nữa đâu của mình nó đấy rồi thằng này thì cái ảnh của chúng ta cái logo đấy cho chiều ngang là 110 pixel thôi Ok nhìn nó nhỏ lại này đỡ hơn rồi nhá thực ra là nhìn ở trên PC như thế này dù gì chúng ta vẫn đang nhìn ở trên cái màn hình máy tính nên là cảm giác nó không thật đâu à, các bạn lưu ý là trong quá trình làm thực ý, sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn à, truy cập vào bằng điện thoại thật của các bạn sau đó là các bạn có thể cầm điện thoại trên tay và nhìn được cái giao diện này lúc đó cho các bạn cảm giác thực thực tế nhất à, cảm nhận chính xác nhất thì lúc đó các bạn làm uh, giao diện nó mới chuẩn chỉ nhá thực ra là cái cách để làm trên mobile à, để vào bằng điện thoại nó cũng không khó đâu vài video nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn rồi uh, Còn vấn đề tiếp theo nữa là Đây các bạn soi vào cái element này này Đây những cái nút này này Đó soi vào các bạn sẽ thấy rằng là nó không hề có cái khoảng padding nào Không có một chút padding nào Đây uh, Computer thế này Đó thì vấn đề ở đây là cái chữ này của chúng ta Thì nó may mắn là nó xuống dòng đúng cái điểm này Ở trước cái chữ dụng và đằng sau cái chữ thiết này Nó vẫn có một cái khoảng cách chừa ra thế nhìn nhìn nó vẫn đẹp nhưng trong thực tế các bạn mà viết nhiều cái loại chữ ở đây nó đa dạng hơn ấy thì khả năng mà có những cái chữ nó bị dính vào viền là rất cao nhá. Thế nên sẽ bị xấu. Thế nên là các bạn đi thêm một cái padding vào cái class này giúp mình nhá và class thẻ a này giúp mình. Đây search ở bên file main này. Đây cái class của nó đây. Đây đây đây, chính là thằng này. Các bạn thêm vào là padding à, trên dưới bằng không, trái phải bằng 6 pixel thử xem nào. Làm sao để mà nó không bị vỡ cái giao diện hiện tại là được. Đó, đây này padding bằng đấy, trên dưới không là 6 này các bạn có thể soi vào các bạn sẽ nhìn thấy đó nó có hai cái viền như này thì yên tâm là sau này mà chữ nó có thay đổi thì nó cũng không bị dính sắt vào viền thành bị xấu đúng không thử tăng lên là 7 xem nào à, 7 là bị vỡ này đó, ước lượng là 6 là chuẩn rồi đấy đó ok 5 cũng được này 4 cũng được nhưng 4 thì viền mỏng quá thôi để 6 nhá rồi đó thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta gặp phải được chưa ạ rồi thì video sau chúng ta sẽ cùng làm nốt cái thằng footer này nhé các bạn nhé rồi video này đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.